tam giác mạch chen mây trên thảo nguyên xuôi thầu. Các cánh đồng tam giác mạch rộng lớn đang bung hoa, tạo nên khung cảnh thiên nhiên ấn tượng ở nơi được mệnh danh là Thảo Nguyên Châu Âu. Đào Văn Vinh, Vinh Đáp, thế hệ đầu 8X, sống tại Hà Nội, từng là kỹ sư cơ khí, hiện là nhiếp ảnh gia phong cảnh và dự án. Anh Vinh đến xuôi thầu trong 2 ngày vào đầu tháng 11. Đây là một vùng thảo nguyên nằm ở huyện Xín Mần, cách thị trấn Cốc Bài khoảng 9 km và cách thành phố Hà Giang khoảng 150 km về phía Tây. Nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa và không khí trong lành. Để tới xuôi thầu, cung đường dễ nhất với ô tô cá nhân là đi cao tốc Hà Nội, Lào Cai. Ra ở nút giao phố Lu, đi dọc diện tích 153 qua Bắc Hà. Cung đường khoảng 30 km tiếp theo nhằm hướng thị trấn Cốc Bài khá heo hút nên cần chú ý xăng xe cũng như các trang thiết bị an toàn khác. Lối rẽ vào Thảo Nguyên ở vị trí cách Cốc Bài hơn 4 km, nơi bắt đầu cung đường dài 4 km rất dốc và có tới gần chục điểm cua tay áo, chỉ phù hợp với các tay lái cứng lâu năm. Riêng hành trình trên quãng đường này đã mất tới gần 30 phút. Bạn cũng có thể trải nghiệm xe giường nằm đến bến xe Bắc Hà, Lào Cai. Sau đó bắt taxi từ Bắc Hà để đến thẳng xuôi thầu hoặc đến thị trấn Cốc Bài để thuê xe máy và tự mình khám phá vẻ đẹp còn hoang sơ nơi đây. Còn hoang sơ nhưng người dân nơi đây cũng nhanh chóng thích nghi với du lịch. Nhiều người dân đã trồng các cánh đồng tam giác mạch bạt ngàn để phục vụ du khách. Mùa tam giác mạch ở xuôi thầu bắt đầu vào khoảng cuối tháng 10, kéo dài đến cuối tháng 11. Khi bắt đầu nở, hoa tam giác mạch có màu trắng của hoa xen lẫn màu xanh của lá. Ít ngày sau hoa chuyển dần sang hồng và đỏ nhạt. Đây là thời điểm đẹp nhất để ngắm vì màu hoa đẹp và lá cũng đã bắt đầu úa đi và rũ xuống, nhường chỗ cho hoa vươn lên khoe màu sắc. Khi hoa chuyển sang màu đỏ sậm cũng là lúc lá cùng hoa đã héo úa, đánh dấu thời điểm kết thúc của vụ hoa. Những du khách thích tông màu đỏ sậm thì đây là thời điểm để trải nghiệm và mang về những bức hình mang đậm chất cuối thu. Theo anh Vinh, để có những bức ảnh đẹp nhất tại đây, nên căng theo nhiều khung giờ trong ngày. Sáng sớm, khi mặt trời chiếu ánh sáng vàng nhạt vào vạt núi lúc khoảng 5 giờ 45 phút, ruộng hoa vẫn còn tối và đã có dòng sông mây phía thung lũng. Khoảnh khắc tiếp theo là mặt trời ra khỏi vạt núi phía đông, những tia nắng đầu tiên chiếu vào hoa lúc khoảng 7 giờ 30 phút với những mảnh ruộng phía trên. Thời điểm tiếp theo là khoảng 8 giờ với những mảnh ruộng bên dưới. Ngoài ra, bạn cũng có thể chụp ảnh hoàng hôn vào lúc khoảng 17 giờ 30 phút. Khi mặt trời chạm vào núi phía Tây, chiếu ánh sáng cuối ngày kỳ ảo vào mọi vật. Đây cũng là khoảnh khắc chờ đợi yêu thích của dân nhiếp ảnh. Xuôi thầu vẫn là thảo nguyên hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ cũng như các tiện ích như nhiều điểm du lịch khác. Một trong những trải nghiệm giúp bạn tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên nơi đây chính là cắm trại qua đêm.